Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Al-Hilal vào năm 2023, tiền đạo Neymar đã phải dành phần lớn thời gian của mình trong phòng y tế của câu lạc bộ do dính nhiều chấn thương khác nhau. Theo thông tin gần đây do chương trình MBC Sadiq cung cấp, những ngày tháng của Neymar đang đếm ngược tại Al-Hilal. Đội bóng ở Saudi Arabia đã sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Neymar người Brazil trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới một quyết định nghe có vẻ cực đoan nhưng hoàn toàn hợp lý khi người ta bắt đầu xem xét mọi khía cạnh của bức tranh. Vắng mặt trong một số đấu trường, Neymar đã phải chịu nhiều chấn thương thường xuyên hơn, sau khi chỉ có mặt trên sân trong vài phút kể từ khi hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Việc chia tay sớm chỉ làm tăng thêm những câu hỏi về tương lai của một ngôi sao như vậy và liệu quyết định đúng đắn đã được đưa ra khi đầu tư quá nhiều vào một cầu thủ có rủi ro cao như vậy hay không. Cần biết việc chuyển nhượng tiền đạo Neymar sang Al-Hilal là một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong năm, với kỳ vọng cao sau một vài mùa giải ở châu Âu và một khoảng thời gian đặc biệt với Paris Saint-Germain. Sau khi hứa hẹn sẽ nâng cao hơn nữa vị thế của giải đấu Saudi với bản hợp đồng khổng lồ của mình, Neymar dường như đã sẵn sàng cho một chương mới. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra rất khác. Tính từ khi đến châu Âu, chấn thương đã trở thành cái bóng vĩnh viễn theo sự nghiệp của tiền đạo Neymar. Sau khi đứt nghiêm trọng dây chằng chéo trước và sụn chêm vào tháng 10 năm 2023 trong trận đấu vòng loại World Cup với Uruguay, anh đã phải trải qua một quá trình hồi phục dài. Và thậm chí ngay cả bây giờ, khi anh cuối cùng cũng trở lại sân cỏ, những vấn đề về thể chất vẫn không dừng lại. Neymar bị thay ra ở phút thứ 39 của hiệp 2 trong trận đấu cuối cùng của mình, thuộc giải vô địch các câu lạc bộ châu Á với Estevlan, do cảm thấy khó chịu ở đùi phải. Có thể nói rằng phần lớn thời gian tiền đạo Neymar ở Al-Hilal là để chống lại chấn thương hơn là chơi bóng đá. Đối với câu lạc bộ nhà giàu này, Neymar không chỉ là một cầu thủ quan trọng, anh còn là một công cụ tiếp thị, một cái tên tuyệt vời sẵn sàng giúp bóng đá Saudi Arabia trụ vững trên bản đồ. Trên sân cỏ, những con số thống kê của anh rất thuyết phục. Nhưng sau khi bình phục, Neymar chỉ chơi 2 trận cho đến nay, cả hai đều ở giải vô địch các câu lạc bộ châu Á. Huyền thoại bóng đá Brazil dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Estevlan ở AFC Champions League vào ngày 4 tháng 11 và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu đến ngày 15 tháng 12. Tính tổng cộng, tiền đạo Neymar mới chỉ ra sân 7 trận cho Al-Hilal, ghi được một bàn thắng và kiến tạo 3 lần. Theo nhà báo người Argentina, Cesar Luis Melo, Neymar sẽ trở lại đội bóng cũ Santos khi câu lạc bộ này đã đạt được thỏa thuận với ngôi sao Brazil. Đội ngũ của Neymar đang làm việc để chấm dứt hợp đồng của anh với Al-Hilal. Và Santos dự định sẽ công bố Neymar vào cuối mùa giải hiện tại, khi đội bóng chuẩn bị trở lại giải đấu hàng đầu của bóng đá Brazil mùa giải tới. Neymar là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Santos. Anh bắt đầu chơi ở đội trẻ của câu lạc bộ vào năm 2003 và ra mắt đội 1 vào năm 2009, trước khi giúp Santos giành chức vô địch Copa Libertadores năm 2011. Ngoài ra, ở tuổi 32, Neymar hiện vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của Santos với 136 bàn thắng sau 225 trận trên mọi đấu trường. Giám đốc điều hành của giải Saudi Pro League, ông Omar Makhbo, thừa nhận rằng sự hiện diện của tiền đạo Neymar đã mang lại nhiều giá trị cho giải đấu, nhưng tương lai của anh phụ thuộc vào các cuộc thảo luận giữa anh và Al-Hilal. Ngoài Cristiano Ronaldo, Neymar là một cầu thủ khác có ảnh hưởng lớn giúp nâng tầm giải đấu của Saudi Arabia. Nói về triển vọng cựu cầu thủ Paris Saint-Germain tiếp tục sự nghiệp tại Al-Hilal, ông Makhbo chia sẻ với Forfortu, giống như Ronaldo, đó là cuộc thảo luận giữa câu lạc bộ và cầu thủ về cách họ nhìn nhận tương lai của mình. Sự hiện diện của Neymar tại giải đấu, dù không thường xuyên ra sân, vẫn có sức ảnh hưởng lớn nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và hoạt động tích cực trong cộng đồng, giúp tạo ra rất nhiều giá trị cho giải đấu. Nhưng tương lai của Neymar ra sao, là điều mà cầu thủ và câu lạc bộ phải cùng bàn bạc. Chúng tôi đóng vai trò hỗ trợ, nhưng câu lạc bộ mới là bên đứng đầu trong việc ra quyết định. Chắc chắn có những cuộc thảo luận diễn ra, nhưng quyết định chủ yếu vẫn đến giữa họ. Al-Hilal của tiền đạo Neymar hiện đứng đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia với 28 điểm sau 10 trận đấu. Tiền đạo Neymar đang đối mặt với nguy cơ bị Al-Hilal chấm dứt hợp đồng vào tháng 1 năm 2024 do những chấn thương liên tiếp. Việc này gây nhiều tranh luận, nhất là khi Neymar được kỳ vọng sẽ nâng tầm giải đấu Saudi Arabia. Mặc dù gây ảnh hưởng lớn về mặt truyền thông và thương mại, nhưng thời gian thi đấu ít ỏi của anh, chỉ 7 trận, khiến Al-Hilal phải cân nhắc. Có thông tin Neymar sẽ trở lại câu lạc bộ cũ Santos.
Giám đốc điều hành giải Saudi Pro League khẳng định tương lai của Neymar phụ thuộc vào thỏa thuận giữa anh và Al-Hilal, dù sự hiện diện của anh vẫn mang lại giá trị lớn cho giải đấu.